Theo luật thủy sản, kể từ ngày 1 tháng 4 năm nay, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới được ra khơi hay vào bên trong cửa biển. Tại Quảng Ngãi, quá trình lắp đặt thiết bị này trên các tàu cá vẫn chưa được triển khai đúng thời hạn. Hiện ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị hỗ trợ các tàu thuyền còn lại hoàn thành công tác này. Sau phiên biển đầu năm, những ngày qua ông Trần U đã cho tàu cập bờ để tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Ông và các thuyền viên cũng được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị cũng như các quy định yêu cầu vận hành giám sát trong quá trình tàu đánh bắt xa khơi. Hoàn tất công tác lắp ráp, ông U yên tâm và vững tin hơn khi được sự hỗ trợ tích cực hơn nữa từ đất liền cho những chuyến vươn khơi mới. Sắp tới đây là yên tâm đi làm không cái gì, không có cái gì làm trong nước Việt Nam, không làm ra ngoài ở bằng nước ngoài. An toàn cho tàu của mình. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 3.300 tàu thuyền phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, 1.650 chiếc đã lắp đặt theo quy định, đạt tỷ lệ hơn 50%. Lượng tàu thuyền thuộc diện quy định. Hiện gần 500 tàu thuyền nằm bờ không khai thác nên chưa lắp đặt thiết bị. Các chủ tàu đánh bắt xa bờ tiếp tục khẩn trương trở về bờ để hoàn tất lắp đặt. Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi và các đài thông tin duyên hải miền Trung phối hợp hỗ trợ ngư dân công tác kỹ thuật vận hành thiết bị. Sự cố mà trên biển thì mình hỗ trợ trên giao là mình giám sát được cái thiết bị, nên là biết khi nào có sự cố thì người nhà có thể giám sát được cái thiết bị. Nên khi mà gặp sự cố trên biển thì liên hệ với đài duyên hải để liên lạc với tàu. Dự kiến sau chuyến biển đầu năm, các tàu thuyền Quảng Ngãi cập bờ và công tác lắp đặt thiết bị sẽ nhiều hơn. Hiện lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tuần tra, kiểm soát tàu thuyền để bảo đảm lắp đặt đầy đủ thiết bị hành trình trước khi xuất bến xa khơi.